Trung đoàn một thời chiến trận hồi ký tác giả Hồ Hữu Lạng số 8 Đúng như chỉ đạo của quân khu và sư đoàn nhận định phán đoán của Trung đoàn trưởng Ma Vĩnh Lan. Ngày 10 tháng 5 năm 1969, Sư đoàn Dù 101 Mỹ được các loại máy bay B-52 phản lực và trực thăng vũ trang đánh phá liên tục động A Bia và các vùng lân cận. Chúng nghi có quân ta chốt giữ. Ngớt máy bay, chúng sen kẽ các cỡ pháo trên các căn cứ hỏa lực động Rê Lao, động Ta Tách, ngã Ba, A Cò, và trận địa Padu, Tà Bạt, Nam A Lưới bắn như chút đạn lên các chốt của ta. Chúng đánh bom phát quang dọn bãi 2-3 giờ, cây cối đổ nát, bom phá bom đảo, đỉnh đồi đỏ lét, tưởng chừng không còn một sinh vật nào tồn tại trên mặt đất. 10 giờ 15 phút, ngày mùng 10 tháng 5, Mỹ dùng trực thăng đổ bộ tiểu đoàn dù số 3 xuống các điểm cao 500 và 400 phía đông bắc Abia khoảng hơn 1 km. Thực hiện phương án tấn công địch đã được dự kiến và chuẩn bị sẵn, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ninh chỉ huy đại đội 5 và 3 khẩu cối 82 ly đánh phủ đầu địch khi chúng vừa tiếp đất chưa có công sự. Quân Mỹ chết và bị thương chạy tán loạn, số còn lại trên cao điểm 500 và 400 bị đại đội 5 cắt tại yên ngựa, không nối lại được với nhau, bị cô lập từng mỏm, chống cự Đại đội 5 dùng cối 82 và hỏa lực B41 chế áp đội hình địch và tổ chức xung phong. Trong quá trình phát triển, tiểu đội 3 bị địch khống chế ở yên ngựa, ta thương vong phải tạm dừng lại. Tiểu đội 9 từ sườn phía tây tấn công, bị miền định hướng địch thương vong 3 đồng chí. Trận chiến đấu tiêu diệt địch mỏm 500 không thành. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Ninh cho đại đội 5 rút về chốt động A bia, giữ trận địa cơ bản. Quân của sư đoàn dù 101 bị đánh bất ngờ, 47 tên bị tiêu diệt tại trận, hàng chục tên khác bị thương, chúng trụ lại mỏm 500 yêu cầu phi pháo chi viện để nhặt xác đồng bọn. Tiểu đoàn dù 3 Mỹ bị thiệt hại nặng. 15 giờ mùng 10 tháng 5, Mỹ dọn bãi đổ một đại đội xuống điểm cao 903 phía tây động A Bia, nằm phía nam sông Đáp Lìn, đoạn suối Đáp Lìn này chảy hướng đông tây. Hồng mở một hướng tấn công A Bia từ phía Tây sang. Anh hai Vĩnh Long, Nguyễn Tấn Răng, triển khai ba khẩu cối 82 của đại đội 14 tập kích một trận hỏa lực xuất sắc. Khi bọn Mỹ vừa tiếp đất, chúng đổ gần xong một đại đội, bất thần bị mưa cối dội trúng đội hình, làm nhiều tên chết và bị thương. Bọn sống sót xô nhau chạy xuống sườn phía Nam. Đến lúc phản lực địch đánh vào trận địa ta thì đại đội 14 đã thu pháo vào hầm trú ẩn an toàn. Chỉ có bờ bắc sông Đáp Lìn là chịu gãy cây đổ cành khét lẹt. Đài kỹ thuật quân khu thông báo đại đội Mỹ bị thiệt hại nặng, chết 27 tên và bị thương 35 tên. Trong ngày mùng 10 tháng 5 năm 1969, các hướng đổ quân ở Đông Bắc và Tây Động Abia bị đánh đau. Chúng đã đánh hơi được. Đây là lực lượng mới của Việt Cộng ngày 11 tháng 5 năm 1969, từ 7 giờ đến 11 giờ, địch dùng phi pháo đánh ác liệt vào động Abia, Padu, Chenit, dọn bãi đổ quân thành vòng cung Đông, Đông Nam và Nam động Abia. Đến 12 giờ, chúng tấn công ba hướng lên khu vực chốt tiểu đoàn 8. Hướng thứ nhất, phía đông, chúng mở từ Chenit lên, hướng thứ hai đông nam từ Padu, bãi ổi và hướng thứ ba từ phía nam tây nam đồng loạt tấn công lên động A Bia. Chúng huy động các trận địa pháo Re Lao, Ta Tách, A Cò, Tà Bạt và hai trận địa trên đường 14 A Lưới bắn dồn dập lên các điểm chốt động A Bia. Pháo bầy bắn dài thời gian đào sới đất đá đỏ lét sen kẽ dùng máy bay phản lực ném các loại bom sát thương, bom đào phá công sự và bom napal cháy. Toàn trận địa im lặng, bí mật củng cố công sự hầm hào bị sạt lở, cảnh giác chờ địch. Lính sư đoàn dù một linh một Mỹ hô hào thúc nhau lên chốt. Hai mũi phía đông bắc và đông chúng đánh vào trận địa đại đội 5 tiểu đoàn 8. Đồng chí Nguyễn Công Lý quê Thạch Hà, Hà Tĩnh. Chính trị viên, chỉ huy hướng Đông Nam A Bia, đại đội Mỹ đánh vào trận địa đại đội 7 tiểu đoàn 8, đồng chí Nguyễn Văn Thí, đại đội trưởng và đồng chí Phan Đân, chính trị viên đại đội, cùng đồng chí Nguyễn Đức Kiền, đại đội phó, chỉ huy ba hướng đánh trả quân địch tấn công. Bọn địch lên gần chốt, chúng chia ra nhiều mũi, dùng hỏa lực cá nhân M79 và M72 bắn để xung phong lên trận địa chiến sĩ hai đại đội 5 và 7 đã bí mật triển khai lực lượng chiến đấu, chờ địch đến gần trong tầm 20 đến 25 mét, lên dốc, xô nhau ùn lại xì xồ trước mũi súng. Các hướng đồng loạt nổ súng và bấm mìn định hướng, địch chết hàng loạt xô vào nhau, khói bụi mù mịt cả vùng trời. Bọn địch ở xa chúng bị cối 60, cối 82 ly và B40, B41 của đại đội 5 và đại đội 7, tiểu đoàn 8 tiêu diệt từ 13 giờ đến 17 giờ, hai tiểu đoàn Mỹ thay nhau tấn công lên trận địa của đại đội 5 và đại đội 7 năm đợt. Sau mỗi đợt tấn công thất bại, chúng lùi ra xa, gọi pháo bắn và tiếp tục xô nhau lên chốt. Chiến sĩ ta kiên cường bám trụ đánh địch, nắm thời cơ xuất kích, dùng hỏa lực cối 82, B40, B41 đánh bên sườn và phía sau đội hình tấn công của địch, diệt thêm một số bọn Mỹ đánh có dở giấc chính quy. Sau 17 giờ, chúng thu quân, đưa tàn binh và xác chết xuống thung lũng A Lưới, dùng trực thăng, bốc hàng chục chuyến về Huế, Phú Bài. Theo cơ sở ta báo, hàng trăm tên Mỹ chui vào túi ni lông xuống tàu về nước. Theo đài kỹ thuật, trong ngày chúng thương vong gần 500 tên. Trong khi hai tiểu đoàn đánh vỗ mặt hướng Đông và Nam Động A Bia, quân dù Mỹ cho một đại đội bí mật vu hồi phía sau Động A Bia, chiều 11 tháng 5 năm 1969, chủ nhiệm công binh trung đoàn Hồ Hữu Lạn đưa tiểu đội công binh do trung đội phó Trần Khắc Viễn và tổ thông tin Vũ Văn Gắt cùng tổ trinh sát đồng chí Mân soi đường xuống Tây Nam động A Bia. Phát hiện đại đội Mỹ lần theo bờ khe hợp thủy giữa A Bia và điểm cao 903 đi ngược về phía bắc chúng bị công binh và trinh sát mai phục bên bờ khe nổ súng diệt năm tên Mỹ đi đầu chúng dừng lại và không có phản ứng gì công binh và trinh sát về sở chỉ huy báo cáo trung đoàn nhận định lực lượng Mỹ vu hồi phía sau nên chúng giữ bí mật không nổ súng và cũng không gọi pháo bắn chủ nhiệm trinh sát cao sĩ nguyên cho một tổ trinh sát bám phát hiện đại đội Mỹ đi về điểm cao 916 tây bắc Bia điểm cao 916 tương đối bằng phẳng, mát mẻ, có nhiều giá, giao liên làm sẵn. Khi bộ đội gùi gạo, đạn, kề ba lô ngồi nghỉ. Trên thân cây, nhiều đồng chí khắc tên tuổi và chữ tụt C, nên chiến sĩ gọi là dốc tụt C. Đường vận chuyển từ bờ sông Đáp Lìn lên điểm cao 916 dốc đứng, dài, không có chỗ dừng, nên khi lên đỉnh rất mệt mấy cậu lính tếu táo đặt tên cho phỉ cười. Ở đây vượt qua yên ngựa chừng một km là sang A Bia. Tổ trinh sát của đồng chí Nguyên phát hiện Mỹ dừng trên đỉnh 916, trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 7 tấn công địch. Đại đội 2 của Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ chiến đấu. Đồng chí đại đội trưởng Tuấn và đồng chí Quang chính trị viên nắm địch điều động bộ đội tiềm nhập trong đêm Mờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 1969, khi bọn Mỹ vừa mang ba lô tập trung tiến sang động Abia, bất thần, đại đội 2 dùng B-40, B-41 và cối 60 ly bắn dội vào đại đội Mỹ, rồi ném lựu đạn và sung phong tiêu diệt. Đại đội Mỹ bị chết bỏ lại 57 xác và kéo nhau chạy tán loạn. Chúng gọi pháo bắn liên hồi vào Bắc Abia và dọc sông Đáp Lìn. Đại đội 2 thu vũ khí M79 và AR15 rút quân về vị trí tập kết, đau xót vĩnh biệt ba đồng chí bị hy sinh trong ngày 11 và sáng 12 tháng 5. Trước sự tấn công bất ngờ của ta, địch phải dừng tấn công và ra sức trinh sát trên không, dùng OV-10 quần lượn suốt ngày. Máy bay trinh sát chụp ảnh trận địa ta nhiều lần, ra sức củng cố thay quân cho trận chiến mới tiểu đoàn 8 được tăng cường lực lượng công binh, một bộ phận của các đơn vị trực thuộc và đại đội vận tải cũng khẩn trương giải quyết hậu quả chiến đấu, tăng cường gạo đạn thuốc men, đào hầm hào củng cố công sự, ngụy trang trận địa, huấn luyện tại chỗ. Để biết sử dụng mìn định hướng DH10, ta đã biết nổ một quả mìn uy lực mạnh mẽ sát thương nhiều địch, có thể quét sạch một mũi tấn công địch lên chốt, cỡ tiểu đội tăng cường từ 8 đến 12 tên, chưa kể số bị thương phía sau. Ngày 13 tháng 5 năm 1969, lữ đoàn dù 3, sư đoàn 101 Mỹ, tổ chức đánh trên diện rộng, hòng căng lực lượng ta để đột phá chiếm trận địa hướng đại đội 5 và đại đội 7. Chúng tiếp tục gọi phi pháo và triển khai tấn công theo đội hình tấn công ngày 11 tháng 5, đặc biệt hướng các điểm cao 903 và 916 bên sườn phía sau động Abia. Mỹ liên tục ném bom và bắn pháo mật độ cao suốt ngày 13 tháng 5 đã có bài học ở điểm cao 903 ngày 11 tháng 5 nên lần này chúng ném bom phát quang hai bờ Nam Bắc sông Đáp Lìn, trực thăng vũ trang, cá lẹt, copera soi xỉa kỹ các khe suối, những nơi chúng nghi ngờ có lực lượng quân giải phóng. 11 giờ ngày 13 tháng 6, Lữ đoàn Dù Ba đổ bộ tiểu đoàn 2 xuống hai điểm cao 903 và Nam 916. Sau trận đại đội 2 tiểu đoàn 7 diệt đại đội Mỹ ở điểm cao 916, đại đội 6 tiểu đoàn 8 do đồng chí Cao Thanh Giáo, quê Tuyên Hóa Quảng Bình, đại đội trưởng và đồng chí Lê Hồng Hải, quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình, chính trị viên chỉ huy cho một trung đội ra làm trận địa chốt giữ điểm cao 916, bảo vệ sau đội hình tiểu đoàn và đường nối liền trung đoàn với tiểu đoàn 8. Chiều 13 và 14 tháng 5, Mỹ liên tục tấn công cả phía trước và phía sau tiểu đoàn 8. Đại đội 6, tiểu đoàn 8 đánh bại đại đội dù ở phía nam cao điểm 916, giữ vững trận địa. Trong lúc tiểu đoàn 3 dù Mỹ đang lúng túng giải quyết hậu quả chiến đấu, chúng tiếp tục bị tiểu đoàn 7 bao vây ngăn chặn, tiêu hao hai đại đội và sở chỉ huy tiểu đoàn dù 2 ở điểm cao 603 làm địch không thể xuất quân ứng cứu nhau. Ngày 14 tháng 5 năm 1969, trung đoàn phó Nguyễn Hoán, quê Cẩm Thăng, Cẩm xuyên Hà Tĩnh tổ chức hỏa lực cối 82, cối 60 và B40, B41 bất ngờ tập kích mãnh liệt vào đội hình đại đội Mỹ là thê đội 2 của tiểu đoàn dù 2 phía nam điểm cao 916 sẽ thay thế đại đội phía trước tấn công vào 916. Trong lúc Chúng đang dồn xuống hố bom tránh đạn. Hỏa lực trung đoàn đã dội chúng hố bom và bắn quét các tốp địch cảnh giới trên miệng. Đại đội thứ hai hoàn toàn mất sức chiến đấu. Trước thời cơ, tiểu đoàn 7 tập kích đánh thiệt hại nặng nề sở chỉ huy tiểu đoàn dù 2 và một đại đội trên điểm cao 903. Cũng trong đêm 13 và 14 tháng 5, trung đoàn chỉ huy tiểu đoàn 3 đặc công tập kích vào trận địa pháo ở động Re Lao điểm cao 1486 và đại đội 20 đặc công của trung đoàn do đồng chí Nguyễn Duy Hào làm đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Mạnh Đẩu làm chính trị viên, tập kích trận địa pháo ở động Ta Tách, diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy 24 khẩu pháo 105 ly và 155 ly, buộc địch phải điều thêm pháo lên trận địa căn cứ ngã ba A Cò để chi viện A Bia. Trong quá trình nắm địch ở Động Ta Tách, đồng chí Nguyễn Văn Thuận, chủ nhiệm trinh sát trung đoàn, quê Hương Khê, Hà Tĩnh, bị mìn, hy sinh. Riêng trận địa pháo Ta Bạt, đêm 16 tháng 5, tiểu đoàn 3 đặc công của đồng chí Vân, tiểu đoàn phó, chỉ huy tập kích không thành, hy sinh gần hết 4 mũi, có hai chiến sĩ công binh, hiệp và tạo. Cũng thời gian tiểu đoàn 9 đánh địch lên chốt A Bia, tiểu đoàn 7 đánh quân phía điểm cao 903 và 906 Tây Nam và Tây Động A Bia diệt nhiều sinh lực Mỹ buộc tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 lữ đoàn dù 3 không thể nhích lên được. Tiểu đoàn 9 của đồng chí Võ Vượng và Hồ Trư tổ chức tiểu đoàn tấn công bên sườn và phía sau đội hình tấn công của lữ đoàn dù 3 Mỹ trên các mỏm của dãy Chenit tập kích vào các cụm địch và trận địa pháo trên đường 14 A Lưới. Ngày 14 và 15 tháng 5, Lữ đoàn Dù 3 tiếp tục đổ bộ tiểu đoàn 3 xuống dãy đồi phía đông A Bia, bao gồm Che Nít, tăng cường đột kích lên động A Bia cùng tiểu đoàn Dù 1. Trung đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn 9 xuất kích đánh phủ đầu ngay khi tiểu đoàn Dù 3 Mỹ mới xuống máy bay, chưa kịp làm công sự. Thực hiện chiến thuật, toàn trung đoàn vận động tấn công kết hợp chốt, đúng ý định chiến thuật và phương án tác chiến đã định. Tiểu đoàn trưởng Võ Vượng và chính trị viên Hồ Chư dùng tiểu đoàn thiếu, đại đội 9 và đại đội 10 tập kích tiêu diệt đại đội dù Mỹ mỏng bắc dãy che nít. Đại đội 9 của đồng chí Thịnh, đại đội trưởng và đồng chí chính trị viên Hoàng Văn Nhỏ, quê Nghi Sơn, Hà Tĩnh, dẫn đầu đại đội từ hướng Đông Bắc gần đường 14 đánh thẳng vào chỉ huy đại đội dù đại đội 10 đồng chí Hoàng Văn Hồng, quê Thanh Trương, Nghệ An, đại đội trưởng Phạm Huy Trương, đại đội phó, quê Hương Mai, Hương Khê, Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Bá Tình, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa, chính trị viên dẫn toàn đại đội đánh theo hướng Tây Bắc từ phía A Bia đánh thốc xuống đội hình tiểu đoàn Mỹ. Trung đoàn tổ chức kiểu pháo và lực lượng dù còn lại tạo điều kiện cho tiểu đoàn 9 tập trung binh hỏa lực, diệt gọn đại đội dù Mỹ, lập thành tích xuất sắc trận đầu xuất quân, hỗ trợ đắc lực cho tiểu đoàn 8, giữ vững trận địa A Bia. Trong khi tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 tấn công các cánh quân phía đông và phía tây nam, hai bên sườn A Bia hỗ trợ cho cụm chốt tiểu đoàn 8. Cũng trong ngày 15 tháng 5, đại đội 6 tiểu đoàn 8 phát hiện một tốp lính Mỹ trong hố bom dưới yên ngựa phía nam động A Bia một vài tên dùng ống nhòm quan sát. Sau 20 phút, lính dù kéo ra lố nhố giữa yên ngựa. Từ hố bom, chúng đẩy nhau leo lên. Đại đội trưởng đại đội 6 Cao Thanh Giáo ra lệnh cho chiến sĩ công binh điểm hỏa năm quả mìn định hướng cùng nổ quét sạch địch trên miệng hố bom. Đồng thời, hai khẩu cối 60 có phần tử lấy sẵn của đại đội cấp tập 60 quả đạn xuống hố bom tiêu diệt gần hết đại đội Mỹ và ngay dưới yên ngựa. Các trận đánh liên tục xen kẽ gối đầu của ba tiểu đoàn đã thể hiện phương án tác chiến, ý định chiến thuật và phương châm diệt sinh lược địch là đúng đắn ưu việt nhất. Sau 6 ngày, mùng 10 tháng 5 đến 15 tháng 5, lữ đoàn dù ba bị thiệt hại rất nặng. Ý đồ chiến dịch tuyết tan trên đỉnh Apat, diệt gọn cộng quân bị đảo ngược thành máu rơi trên đỉnh Apat xác lính mỹ chuyển về đồng bằng huế phú bài ngày càng nhiều xác chết về quân lên thay liên tục tin thắng trận từ a bia được phát thanh liên tục trên đài và báo chí cơ sở cách mạng của ta báo lên lòng phấn khởi vững vàng tin vào lực lượng cách mạng vào quân giải phóng quân khu trị thiên kịp thời biểu dương trung đoàn càng động viên chiến sĩ hăng hái lập công các đồng chí dũng cảm mưu trí được khen thưởng huân chương được tặng danh hiệu dũng sĩ và kết nạp đoàn kết nạp đảng tại trận địa đồng chí nguyễn ninh tiểu đoàn trưởng đồng chí lê ngọc mai chính trị viên đồng chí trước tiểu đoàn phó và đồng chí hoàng tuấn chính trị viên phó là một ban chỉ huy tiểu đoàn kiên cường sâu sát sông sáo đến tận từng điểm chốt tiền duyên động viên và chỉ dẫn chiến sĩ chiến đấu củng cố lòng tin cho bộ đội chiến đấu lập công. Lữ đoàn dù 3 Mỹ mất sức chiến đấu ngày 15 và 16 tháng 5, sư đoàn dù 101 đưa lữ đoàn dù 1 lên thay. Cay cú với sự thất bại những ngày qua, lữ đoàn dù 1 triển khai thêm trận địa pháo cơ động, gọi máy bay phản lực và trực thăng vũ trang chi viện tối đa là lực lượng mới, chúng tấn công rất quyết liệt Ngày 16 tháng 5, chúng thay đổi chiến thuật, 16 giờ dùng máy bay phản lực đánh bom phát quang mở rộng điểm cao 916. Đội hình tiểu đoàn 8 bị chia cắt phía sau. Đòn đánh hiểm bất ngờ này của quân dù Mỹ làm tiểu đoàn 8 gặp nhiều khó khăn, quân số và đạn gạo lương khô cạn dần. Tiểu đoàn 8 điện xin trung đoàn rút bỏ A bia đi theo hướng bắc, đông bắc về đội hình tiểu đoàn 9, thời gian lui quân là tối 17 tháng 5 năm 1969. Ngày 16 tháng 5, bom pháo dội không ngớt vào các trận địa tiểu đoàn 8 ở động A Bia. Lữ đoàn dù 1 dùng hai tiểu đoàn tấn công nhiều mũi lên chốt trên hướng đông nam. Mũi tấn công của đại đội dù Mỹ bị đại đội 6 tiểu đoàn 8 chờ địch đến gần đỉnh mới đồng loạt nổ súng. Chiến sĩ trung liên Nguyễn Văn Kiên xạ thủ B-40, đậu văn ngọ. Bình tĩnh cho chúng đến thật gần, nổ súng, bắn quét kết hợp B-40, bắn các tốp đi sau. Địch bị bất ngờ bỏ bầy xác chết trước trận địa, lùi xuống yên ngựa, gọi pháo bắn để lấy xác lại bị cối 82 của tiểu đoàn bắn vào yên ngựa, chúng chạy tán loạn. Ta và địch giành nhau suốt hai ngày liền, địch ba lần thay quân, lực lượng ta cũng tổn thất, hầm hào sụt lở nhưng vẫn giữ vững động A Bia. Mỹ từ phía 916 đánh lên động A Bia ngày 16 tháng 5 bị chốt đại đội 7 phía Tây Bắc mỏng một do đại đội phó Trần Văn Lợi chỉ huy, mặc dù bị pháo bắn đạn hóa học, anh vẫn bình tĩnh, linh hoạt cơ động khắp trận địa, sử dụng nhiều loại vũ khí đánh địch giữ vững trận địa. mỏm 3, còn 8 đồng chí dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng Mai Nam Thắng đánh trả một đại đội Mỹ diệt hàng chục tên. Khi tiểu đội chỉ còn ba đồng chí, vẫn một tấc không đi, một ly không rời, kiên cường giữ vững trận địa. 16 giờ cùng ngày, lữ đoàn dù Mỹ thay một đại đội mới gọi pháo bắn yểm trợ tối đa, tưởng chừng trận địa đã hủy diệt, chúng sẽ đi vào chỗ không người. Lính Mỹ la ó hò hét, đẩy nhau lên dốc đợi chúng đến thật gần đội hình ùn lại đồng chí nguyễn trọng phôn dùng ak diệt hai tên đi đầu bọn địch đi sau xô lại phôn bấm ba quả mìn dh 10 diệt gần hết trung đội mỹ hoàng văn đợi dùng trung liên bắn quét vào bọn sống sót đang bỏ chạy trần huy dựa bắn bồi thêm một quả b 41 vào bọn đang bỏ chạy xuống chân đồi ba chiến sĩ gang thép đã giữ vững trận địa mỹ dùng thủ đoạn tấn công nhiều hướng nhiều mũi, tăng quân tấn công theo kiểu đợt sóng và sóng liên hồi, gây thương vong và căng thẳng, hòng làm cho quân ta không chịu nổi mà phải bỏ chốt. Ở hướng Nam Động A Bia, khu vực chốt của đại đội 5, chiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu một mình đảm nhiệm một hướng sử dụng một lúc ba loại vũ khí. Trong ngày 17 tháng 5, ba lần bị bom vùi, Hiệu vẫn vùng dậy tiếp tục chiến đấu, một mình diệt 38 tên Mỹ đại đội dù địch lầm tưởng chốt còn nhiều chiến sĩ ta nên thoái thủ rút chạy, hiệu một mình giữ vững trận địa. Nhận được điện tiểu đoàn 8 xin lui quân, thường vụ đảng ủy trung đoàn họp bất thường tối 15 tháng 5, cân nhắc kỹ tình hình và khả năng ta địch, nhận định. Sư đoàn dù 101 đã tung ra hai lữ đoàn lúng túng đối phó, bị đánh cả trước cả sau. Chúng rất bị động theo cách đánh của ta. Địch bị tiêu hao và tiêu diệt nhiều sinh lực. Cố gắng cuối cùng là đạt được mục tiêu chiếm động A Bia. Sau khi cân nhắc kỹ, thường vụ và chỉ huy trung đoàn quyết tâm thực hiện tiếp chiến thuật chốt kết hợp vận động tấn công toàn đội hình trung đoàn, biến động A Bia thành mồ chôn lính rủ Mỹ. Trung đoàn động viên tiểu đoàn 8 tiếp tục bám trụ giữ cụm chốt A Bia, cơ quan và vận tải công binh, lực lượng phía sau soi đường mới, bắt liên lạc với tiểu đoàn 8, giải quyết hậu quả, tiếp tế gạo đạn để tiểu đoàn 8 chiến đấu. Đồng thời, lệnh cho tiểu đoàn 7 diệt địch ở hai điểm cao, 903 và 916 khai thông đường, tiểu đoàn 9 tấn công địch phía sườn động Abia, dãy Chenit và Padu chấp hành mệnh lệnh trung đoàn trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, hai tiểu đoàn 7 và 9 triển khai tấn công địch vòng ngoài, làm mất chỗ dựa của lực lượng Mỹ tấn công bám chốt. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.